Các bạn đang nghe chuyện tại nghe đọc .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Chuyện ma về một trường cao đẳng qua giọng đọc của Thu Huệ Tôi là một đứa học sinh du học Bạn biết đấy, khi bước chân đến một đất nước xa lạ Chắc chắn bạn sẽ không thoát khỏi sự cao hứng và tò mò Tôi học trong một trường cao đẳng cộng đồng Nơi mà văn hóa của các nước được hòa trộn với nhau Trường của tôi cũng rất thành công trong việc khiến các sinh viên cảm thấy ấm áp như ở quê hương. Vậy nên rất nhiều học sinh theo học ở đây. Thầy cô và các nhân viên ở đây rất thân thiện. Nếu bạn có gì không hiểu, giáo viên có thể ở lại trễ để giảng bài cho bạn. Hay bạn không thể bắt kịp xe buýt để về nhà, thì họ cũng sẽ chờ bạn về. Hoặc nếu bạn lạc đường, trường của tôi rất to, thì các sinh viên hoặc nhân viên an ninh sẽ dẫn bạn tới nơi. Dưới căng tin, nếu bạn muốn ăn bất kỳ món gì, chỉ việc nói với người quản lý, họ sẽ đưa món đó vào thực đơn vào ngày hôm sau. Trường của tôi rất tuyệt đúng không? Nhưng tôi lại có chút kỳ thị với sự nhiệt tình này. Vì sao nhỉ? Vì mọi người quá tốt một cách bất thường, quá thân thiện một cách bất thường. Ngay cả khi họ đang bận ăn sáng, chỉ cần bạn nhờ, họ sẽ giúp bạn tới tận nơi. Quá mức bình thường rồi đúng không? vì nếu là tôi tôi cũng sẽ không làm thế cũng giống như một con sói đi vào bầy cừu mặc dù bầy cừu biết nó là sói nhưng vẫn đón tiếp nó nồng hậu chăm sóc nó ân cần rồi dần dần nó nghi ngờ thật sự nó là sói hay nó là cừu đúng vậy với tôi phải chăng đó là một cách thức tẩy não những ngôi trường khi có bề dành lịch sử quá lâu thì sẽ có những bí mật Trường có hệ thống thang máy khá tiên tiến, di chuyển rất nhanh. Mặc dù vẫn có vài học sinh dùng thang bộ nhưng có rất nhiều phiền phức. Giả như chất lượng thang bộ không tốt, bụi, mùi ẩm mốc, thỉnh thoảng có vài âm thanh rất chói tai từ tầng hầm. Chưa kể có một số cánh cửa bị kẹt. Mọi người còn nghe nói trước đây có một cô nữ sinh du học bị té cầu thang mà chết nên mọi người không còn dùng nó nữa. Với lại, ai lại dư sức mà leo cầu thang đúng không? Thế nhưng tôi lại rất tò mò với âm thanh ở dưới tầng hầm. Tôi thắc mắc có gì ở dưới đó. Nhưng ngăn cách giữa tầng hầm và cầu thang có tới ba lớp rào chắn. Vì vậy tôi không thể tới gần đó được. Mấy người bạn bảo dưới đó là hệ thống lò sưởi và bộ não của trường. Nhưng mà hệ thống lò sưởi sẽ không vắt ra cái tiếng ken két chói tai như của hai bánh xe kim loại xoay vào nhau. Hay cũng không phải là tiếng đập chát chúa nhưng mà đó chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tôi cũng học ở đây được hai tháng rồi. Để tiết kiệm chi tiêu, tôi thường mang cơm theo. Mặc dù rất tò mò với ngôi trường này, tôi cũng mau cảm thấy nhàm chán và dần thích nghi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào chịu nổi với cái sự tốt bụng thái hóa này. Tôi thường đến rất sớm và ăn trong canteen. Tôi đang mở hộp cơm của mình thì một tiếng hú chói tai vang lên. Là còi báo cháy Điền thật, 30 phút nữa tôi có lớp, mà thường thì chuông báo cháy kêu, bạn sẽ phải ở ngoài trời lạnh giá suốt 30 phút. Vừa đủ giờ ăn trưa của tôi, chết tiệt. Tôi rủa, sắp xếp hộp cơm lại và chạy ra ngoài, 30 phút đói và chết rét. Kết thúc một tiết học với cái bụng trống rỗng, tôi lại xuống căn tin, mở hộp cơm và lại là chuồng báo cháy. Hai lần trong một ngày, tôi cá là có học sinh gây dối mặc dù tôi nói trong cái trường này toàn là cừu nhưng không hẳn là không có những con sói như tôi chỉ là tôi dám nghĩ chứ không dám làm nhưng không ngu như mấy cái thằng nào đó cứ căn giờ trưa của người khác mà phá có giỏi thì căn giờ kiểm tra của tôi ấy tôi ngồi lì bắt đầu xúc một muỗng to mà ăn nhưng muỗng cơm chỉ tới tận miệng thì nhân viên an ninh đã lôi tôi ra khỏi ghế ngồi và tống tôi ra khỏi trường tôi cố ôm hộp cơm của mình nhưng vô vọng Thôi kệ, dù gì cũng chẳng có ai chạm vào nó, tôi sẽ thu dọn sau vậy. Thế là tiếp tục tác chiến 30 phút dưới cái rét chết người. Tôi quay lại chỗ ngồi của mình. Tôi có chút ngạc nhiên, sau đó không ngăn mình được mà phát ra một tiếng chửi thề. Còn chó nào đó đã ăn hộp cơm của tôi mà còn gặm một cách nham nhở. Vâng, tôi dùng từ gặm vì chiếc hộp bằng nhựa màu hồng đã bị bẻ ra làm hai, chưa kể trên đó là vết răng lờm trờm. Tôi không biết đứa biến thái nào đã làm cái trò này, nhưng thực sự là nó rất biến thái. Bạn biết đấy, ở nước ngoài mấy đứa bệnh tâm thần sổng chuồng không thiếu. Lại một tuần nữa trôi qua, dạo này chuông báo cháy trường tôi gieo rất nhiệt tình. Do vậy tôi rất chủ động để sách vở ở nhà chứ không mang theo để tiện cho việc di tản. Nhưng mà hôm nay là ngoại lệ, chúng tôi có tiết láp, nghĩa là có thể online thoải mái Vâng, với những học sinh gương mẫu khác, online thoải mái là các bạn ấy sẽ ngồi nghe các bài diễn văn và thích nốt lại, sau đó sẽ viết bài cảm tưởng để xúc động về bài diễn văn ấy. Còn tôi á, Facebook, Youtube, eo, dạo gần đây còn có cả Việt Nam God Talent. Tôi còn phải trích thông tin trên hội những người thích xem phim kinh dị. Rất. Đoài. Một từ ngắn gọn xẹt qua trong headphone của tôi Tôi kiểm tra, rõ ràng tôi đang nghe anh Phúc hát mà Đôi Âm thanh đó lại lặp lại Khỉ thật, có lẽ đây là hậu quả Khi bật quá nhiều trang cùng một lúc Chắc lại mấy cái quảng cáo vớ vẩn trên Youtube đây mà Đôi 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 Đói. tôi hét lên nhảy khỏi ghế headphone theo đó mà rớt ra ngoài thứ âm thanh kinh dị đó làm tôi sợ bởi vì dù đã tắt hết website nhưng nó vẫn cứ lặp lại như thế và với cường điệu còn liên tục hơn nó làm tôi liên tưởng tới âm thanh cáu gắt của một đứa trẻ đang la hét điên cuồng đòi ăn nhưng giọng nói của đứa trẻ đó lại thập phần trầm thấp như con thú hoang gầm gừ tôi quay mặt Dun sợ nhìn thằng bạn cũng là du học sinh Việt Nam, lặp bắp. Nghe gì không? Nó nhìn tôi khó hiểu. Làm gì vậy? Chuông báo cháy kêu, mọi người chạy ra ngoài hết rồi. Quả thực cô Mia đang chờ ở ngoài cửa và không ngừng hối thúc hai chúng tôi. Mọi người từ lúc nào mà biến sạch. Tôi vội gom sách vở, đến lúc định rút chiếc headphone của tôi ra thì tôi lại liên tưởng tới cái âm thanh quái gở ấy. Nó cứ ám ảnh lấy tôi khiến đầu óc tôi rối bời. Chỉ cần rút chiếc headphone này thì cái âm thanh đó sẽ tràn ngập cả căn phòng. Tay tôi bất giác run lên. Thấy tôi đứng chết lặng ở đó, thằng bạn tốt bụng lôi tôi ra ngoài cùng cô Mea chạy ra ngoài sân. Dường như khi cánh cổng sau lưng đóng lại, tôi thấy màn hình máy tính vụt tắt và có tiếng cười chế giễu cứ văng vẳng xung quanh. Bình thường thì bạn sẽ không nghe, nhưng đối với một đứa bị hù đến kinh hồn thì đặc biệt nhạy cảm như tôi, sẽ nghe hết tất cả khi ra tới ngoài sân tôi mới run cầm cập hỏi thằng bạn hồi nãy nghe thấy gì không nó trả lời rất hiển nhiên thì là chuông báo cháy ngoài chuông báo cháy nó nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ tôi hiểu chắc nó hiểu nhầm lời nói của tôi nên nói thêm lúc đi trong hành lang đó à như sực nhớ ra điều gì nó có vẻ thích thú nói tiếp chắc là tiếng bước chân và tiếng gió. Tiếng gió trong các hành lang dài thì là chuyện bình thường, nhưng mà chỉ trong mấy cái hành lang ở mấy bộ phim kinh dị hay mấy tòa lâu đài mà cửa sổ mở toang ra mà thôi. Trường tôi đặc biệt kín gió, bạn biết đấy, không ai bỏ một mớ tiền cho hệ thống sưởi rồi lại đi lùa cái khí lạnh chết người vào cả. Trường tôi có thể xem như một cái hộp kín hoàn hảo. Vậy tiếng gió ở đâu ra? Kinh nghiệm đúc kết sau 2 năm du học, nó rút lại. Gió có lẽ từ hệ thống sưởi, còn tiếng bước chân thì có từ thời nào tới giờ rồi, mà cũng có thể là từ tầng hầm. Bạn tôi rất có khiếu hài hước khi nghĩ đến việc tiếng gió từ tầng hầm có thể vang tới tầng 4, cách tới 4 tầng bê tông, thật là kỳ diệu, mà tiếng bước chân có từ thời nào rồi là sao? Ly Kỳ, hết sức ly kỳ. Nhưng mà tôi sực nhớ cái headphone của tôi cũng hơn 200 đô la. Chắc tôi phải quay vào lấy rồi. Cũng vì hôm nay là thứ bảy nên nhà trường đóng cửa sớm. Chưa kể hiện tại tất cả học sinh đều đang học tiết cuối nên mọi người thay phiên nhau giải tán để về nhà. Thật sự thì không có ai điên đến nỗi đứng 30 phút ngoài trời với cái thời tiết chết cười này chỉ để sau đó đi đến nói với giáo viên một câu see you, ngoại trừ tôi. Vì cái headphone yêu dấu tôi phải đợi đến khi xe cứu hỏa đi rồi, sau đó mới trở lại trường. Tôi đi thẳng tới thang máy, lên lầu 4. Mặc dù tôi đã lường trước là mọi người đã về hết, nhưng không ngờ trường lại vắng đến không còn một bóng người như vậy. Ngay cả đèn cũng đều tắt hết, một khung cảnh tối om. Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ. Thôi kệ, ngày mai tới lấy cũng được, tối om như vậy làm sao thấy đường mà đi. Bỗng những bóng đèn chợt phát sáng, có lẽ nhân viên an ninh biết tôi đang tìm lại đồ nên đã bật lại hệ thống đèn lầu 4. Tôi đi theo dãy hành lang dài hun hút hướng tới phòng lab. Các bạn vẫn hay coi phim kinh dị mà phải không? Khi đi trong những hành lang vắng tanh này, dù máy điều hòa có mở lớn thế nào, các bạn cũng sẽ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Rồi lại như có hàng trăm con mắt từ các dãy phòng nhìn chằm chằm vào mình. Rồi là tiếng móng tay cao vào cửa tưởng chừng như đằng sau những căn phòng lạnh lẽo và tối om đó là hàng trăm sinh vật đang chen chúc nhau. Vâng, rồi các bạn sẽ bị ám ảnh rằng từ trong không trùng sẽ thò ra một bàn tay trắng đến trong suốt, chưa kể còn có mấy thứ chất nhầy đục, mùi tanh sọc vào mũi. Tiếp theo đó sẽ là một cái gương mặt thối giữa mà thịt đã bị chóc ra gần hết rời lộp độp xuống sàn. Cái chỗ vốn là cái mũi giờ chỉ là một cái hõm sâu màu đỏ sậm có mấy con trùng màu trắng đang ngoe nguẩy. Hàm răng trắng toát kéo dài tới tận mang tai và hai cái hốc mắt sâu hun hút như hai cái lỗ không đáy treo lủng lẳng hai quả cầu thủy tinh gần như đã nát bét. May mà tất cả chỉ là tưởng tượng. Đến khi tôi quay về với thực tại thì cũng là lúc tôi đến căn phòng tuổi học. Vâng, một con ngốc đứng trước một căn phòng tối om. Sao tôi lại có thể quên được phòng lab chỉ có thể mở bởi thẻ an ninh hoặc thẻ giáo viên. Tóm gọn lại là căn phòng này đã bị khóa và tôi không thể vào được. Cũng đồng nghĩa với việc số phận cái headphone của tôi hiện giờ cũng như bèo giạt mây trồi vậy. Đang định quay lại thang máy thì một tiếng tích vang lên. Đèn bật, cánh cửa mở. Nếu mà cái tình huống này xảy ra ở Việt Nam thì đảm bảo với bạn tôi sẽ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nhưng tôi đang ở nước Mỹ, nơi mà công nghệ và kỹ thuật phát triển hàng đầu thế giới. Bởi vậy cánh cửa tự động mở và đèn tự động sáng cũng có thể cho là không quá bất thường. Chưa kể cái headphone 200 đô của tôi còn ở trong đó. Tôi nhanh chân chạy vào trong phòng, quả thật màn hình máy tính đều tắt cả. Tôi giật lấy cái headphone còn cắm trong máy rồi chạy thẳng ra ngoài. Tôi còn cứ tưởng cửa phòng sẽ tự động đóng cửa lại chứ. Hóa ra là tôi quá đa nghi rồi. Tôi đang chạy trong hành lang thì tiếng đèn cứ hòa lại vang lên. Khỉ thật, thằng nào trong trường còn rảnh hơi chơi cái trò này nữa vậy cháy liên tục bốn lần trong một ngày chưa đủ hay sao tôi đi đến thang máy ấn nút đi xuống mọi người thường nói là không được đi thang máy khi có cháy đúng không quả thực tôi nhớ chứ nhưng mà tôi đang ở tầng bốn đó chưa kể cái mùi ẩm mốc và hôi hám của cầu thang bộ có chết tôi cũng không đi đợi một chút thì thang máy lên tôi bước vào và ấn nút tầng trệt những con số của trên thang máy lần lượt chạy Mong là tôi không quá xui xẻo đến nỗi bị kẹt trong thang máy chứ. May thay, không như tôi lo lắng, sau một hồi thang máy mở ra, thế nhưng khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Những âm thanh này, tôi hoài nghi. Với những âm thanh này, nếu tôi không lầm thì đây là tầng hầm. Cửa thang máy sau lưng tôi đóng lại. Cửa sau lưng tôi đóng lại, tôi khẽ giật mình. chần chối nhìn cửa thang máy dần dần đi lên. Tôi lại chửi liên tục ấn nút rồi chờ cho thang máy đi xuống. Thật sự tôi không thể chịu nổi cái mùi ẩm mốc ở dưới tầng hầm và những âm thanh nặng nề của kim loại va vào nhau. Thực sự, thực sự rất ồn ào. Lại còn cái còi báo cháy chói tai nữa. Nó cứ hú liên hồi. Thật sự tôi sẽ điền mất. Chiếc thằng máy vẫn như cũ, im lìm như một con quái vật lì lợm. Nó nằm đó, trừng mắt nhìn tôi và cười chế giễu. Khỉ thật, Tôi đang nghĩ tới tình huống xấu nhất. Nếu thực sự có cháy, thường thì người ta sẽ tắt hệ thống thang máy. Nếu vậy thì tôi đang lầm vào hoàn cảnh bị nhốt dưới tầng hầm và không có đường ra. Tôi quyết định đi sâu vào bên trong, hy vọng sẽ còn có ai đó chưa về. Tôi có thể nhờ họ liên hệ với nhân viên an ninh khởi động hệ thống thang máy. Nhưng mà, trung báo cháy đã kêu hơn 15 phút rồi, còn đứa điên nào như tôi còn làng vàng ở đây chứ? Lúc này, chỉ có hy vọng duy nhất là chờ cho chung báo cháy tắt và hệ thống thang máy khởi động trở lại. Tôi rút điện thoại, 6 giờ 30 tôi sắp trễ xe buýt rồi và điện thoại không sóng. Khỉ thật, tôi thề tôi sẽ không bao giờ chui vào cái hộp kim loại chết tiệt này nữa. Tôi tiến gần hơn về phía cỗ kim loại trông như máy nghiền. Thật sự là như tôi dự đoán, thứ âm thanh chát chúa mà tôi hay nghe khi đi cầu thang bộ là âm thanh của hai bánh xe kim loại xoay vào nhau như cái máy ép giấy mà tôi hay thấy trong tivi. Nhưng trường của tôi dùng nó để làm gì? Đang chăm chú với cái máy thì một tiếng hú chói tai xé nát cái màng nhĩ mỏng manh của tôi. Sau đó là một cái mùi thôi tanh nồng nặc kèm theo với ẩm mốc sọc thẳng vào mũi. Tôi gần như muốn nôn hết tất cả ra ngoài. Nương theo ánh sáng mờ mờ, Tôi đi theo cái làn khói trắng có thứ mùi kinh dị đó. Nó dẫn tôi đến một cái thùng lớn, như một cái lò nung mà khói thì không ngừng bốc lên trên đỉnh lò. Vậy hóa ra cái mùi hôi ở cầu thang là do cái lò này phát ra. Tôi nghĩ đây chắc là một phần của hệ thống sưởi, nhưng mà cái hệ thống này thực sự là kinh dị. Tôi khẽ chạm vào cái lò nung, nó được bọc từ một chất liệu cứng như kim loại nhưng lại cách nhiệt. Thật sự tôi cứ nghĩ nếu là Mỹ thì phải xài những công nghệ cao siêu lắm, hóa ra lại đơn giản như vậy. Rầm Có cái gì đó đập vào thành lò, tôi giật mình, nhảy dựng về phía sau. Khi thật, có cái gì lại có thể đập vào thành lò mà là từ bên trong? Linh cảm mách bảo tôi có chuyện chẳng lành, tôi nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi lao đi thật nhanh, không phương hướng, không đích đến chỉ theo bản năng chạy lòng vòng trong cái tầng hầm tối tăm để tìm lối thoát. Bất giác lúc này, tôi lại nhớ tới con chuột lang mà lúc trước tôi nuôi. Nó cứ chạy mãi, chạy lòng vòng trong cái mê cung mà tôi tạo ra, chạy lòng vòng cho đến chết. Tôi dừng chút lại để thờ, như tôi dự đoán, cánh cổng dẫn ra cầu thang bộ bị khóa rất chặt. Tôi cố gắng lay mạnh, đập vài cái, là hết hy vọng sẽ có ai nghe thấy tôi. Nhưng vô vọng, mọi người đều chạy ra ngoài. Tôi tự nhủ, thật sự không thể dùng cửa này để thoát ra ngoài rồi. Đang lúc tôi thở hồn hển ngó nghiêng, tiếng dinh dinh vang lên bên tai, là tiếng cầu thang máy sắp lên, tôi mừng rỡ chạy thục mạng về phía phát ra âm thanh ấy. Từng con số trên cánh cửa đỏ cứ thay phiên nhau xuất hiện, chỉ là cánh cửa này là đi lên chứ không đi xuống. Mối nghi hoặc trong tôi xuất hiện, Chẳng lẽ dưới tầng hầm còn có những tầng khác sao? Cánh cửa nặng nề mở ra, một làn khói mờ đục sọc thẳng vào mũi tôi mang theo cái mùi xác thối. Tôi vội quay đi để tránh cái mùi kinh tởm ấy. Bỗng tôi có cảm giác có thứ gì lăn tới chân tôi, mềm và ẩm ướt. Tôi bịt mũi, dùng tay xua đi lớp khói mờ đục trước mặt mình để nhìn cho rõ. Đầu, có rất nhiều cái đầu, lăn lồng lốc, còn có tay, chặt ra từng khúc ngón tay bàn tay chân đùi tìm gàn ruột và còn một bộ óc nhão nhoẹt đang nằm trên chân tôi xung quanh giày tôi khi nào mà đã trở thành một vũng máu lớn tôi dồn dậy bước về phía sau mồ hôi không ngừng úa ra trên người tôi dù tay tôi đang lạnh toát lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thứ kinh tởm như vậy họ dường như đã từng là người nhưng họ bây giờ trông vô cùng kinh tởm tôi dụi mắt hy vọng đây chỉ là ảo giác chỉ là một giấc mơ nhưng rõ ràng trước mặt tôi là rất nhiều bộ phận chất thành một ngọn núi nhỏ trong thang máy. Từng bộ phận đó vừa đủ để có thể ghép lại thành cơ thể của tám chín người. Cái đầu đó, cái đầu chỉ còn lại một nửa khuôn mặt nhìn tôi một cách kinh hoàng, đôi mắt đỏ ngầu mở to như muốn lăn ra khỏi hốc mắt. Những vết chặt chém nhấp nhác biến những cái xác thành một đống bùi nhùi quấn vào nhau. Tôi muốn bỏ chạy nhưng đôi chân dường như mất hết sức lực và tê cứng. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh của một cái lò mổ, một tên biến thái và một đống xác người. Cứu! Tôi nghe có tiếng riêng rỉ phát ra từ trong cái đống bùi nhùi đó. Một cánh tay đã bị lóc gần hết ra, bè vết máu, vươn về phía tôi. Cánh tay nhầy nhũa cố gắng mò mẫm xung quanh để chui ra khỏi cái đống xác bè bét. Nó cứ cua quạ lung tung trong vô vọng kéo theo những tiếng rền yếu ớt. Cứu! Cứu! Theo bản năng, tôi muốn bước tới để nắm lấy cánh tay đó. Nhưng bất thình lình, thứ âm thanh kinh dị ám ảnh tôi lại vang lên. Nó gào thét, vang vọng, như một con quỷ khát máu, luồn lách khắp ngõ ngách trong bóng tối để tìm kiếm con mồi, cấu xé chúng. Đói! Đói! trong không gian kín mít và tối tăm của tầng hầm tiếng hét cáu gắt đó lại càng thêm vang vọng màn dợ và đập thẳng vào não tôi khiến chúng dường như ngưng trệ tiếng dãy rụa kịch liệt trong thang máy tiếng cào thét điên cuồng vang lên và cánh tay đang cố vùng ra bị chặt đứt khi cửa thang máy đóng lại tôi biết mình phải chạy ra khỏi cái chỗ này nếu không muốn chết sau lưng tôi tiếng gào chói tai vẫn cứ văng vẳng không tôi lao như điên về phía cái thang máy mà lúc đầu tôi xuống cửa thang máy cũng từ từ mở ra tôi nhảy vào thang máy nhanh chóng ấn nút đi lên tôi không muốn ở trong cái mồ này thêm một giây nào nữa mọi thứ đã quá sức chịu đựng của tôi rồi tôi phải đi báo với nhân viên an ninh phải báo ngay với cảnh sát về con quái dưới đó về những thứ mà tôi nhìn thấy xác người máy nghiền, lò nung. Đói, 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 đói. Tôi bịt chặt tai, tôi không thể chịu nổi với cái âm thanh kinh tởm đó. Thằng máy đóng lại và từ từ đi xuống. Tôi ngã quỵ rồi gào lên, ngồi trường này nó đang sống.